bắt hết chồng. Dạ, dạ. Có mua cái dây của chị à? Dạ em đủ rồi, để bữa khác. Bắt ở chồng hết chưa? Rồi, bắt xong. Bắt sạch sẽ luôn rồi nha các bạn. Ai thấy đi nhà cái này đi, có cái chè không? Dạ. Yeah. Đâu có biết đâu rồi, thì chạy xuống dưới luôn. Nó hả họng không ra, nó đang có một. Là 10 kg hả anh? À, rồi. Bỏ cái con. Đó đâu vậy đâu rồi. Nhìn đi ra bỏ vô. Đúng rồi. Trời ơi, chở tới thả xuống. Đen ơi, nước đá rồi nè. Đúng rồi, đây chứ, bỏ cá vô cho tôi nè. Là 27 rồi đúng không? Mới 17 rồi anh. Mới 17. Ủa con... con bầu kia sao nó lật ngửa vậy? Nó chật quá đó. Hả? Chật quá, cái ná mặn hả? 22 kg. Ờ, giờ 22 kg. Giờ đáng nhau thả nó tính cho 100 ngàn kg thôi. Vậy là 2 triệu đúng không chị? 2 triệu 2. Có 100 ngàn thôi, đấy anh 2 triệu 4. Ok. 2 triệu 4. Cảm ơn anh. Thôi anh em, dữ dội lắm. Hai mình phải ra xử lý sớm quá vậy. Có ủng hộ gì mà Thiên ơi. Có ủng hộ Thiên gì mà. Ta ủng hộ Thiên miếng nữa đi. Đây. Hỏi hai thầy này, hỏi hai thầy này nè. Thầy ơi. Hỏi hai thầy đó. Thầy, ủng hộ Thiên miếng nữa đi ha. Dạ cậu nếu ủng hộ dùng luôn đi. Dạ chị. Không em mua về đủ rồi chị. Để dịp nữa. Cái chê nhỏ không phụ chị 5 kg luôn đi. Dạ thôi có bạn bè em ra mua mà. Rồi họ cũng ra rồi. Em sẽ ra ủng hộ tiếp. Còn em là hết sức rồi. Cảm ơn anh. Chúc hôm nay bán đắt nha. Bán được nhiều cá phóng xanh ha. Đủ rồi. Em là đủ rồi. Cái đầu con này nó mỏi đâu quá hả? Cho nó đi luôn đi để tội nghiệp nó. Ra xong luôn đi. Anh ủng hộ luôn á. Vì Bồ Tát này mới vừa ủng hộ thêm cá nữa. Bồ Tát có đi phóng xanh luôn không? Còn. Đi luôn đi. Bồ Tát nó thích đi phóng xanh lắm. Đây này quá là nhiều ý nghĩa. Biết sao? Đi mua cá mà quá dễ thương nữa các bạn. Được mọi người yêu quý cho thêm cá nữa. Em phóng xanh luôn đi. Rồi cảm ơn nhiều anh Lực.
phải đem cái bình này theo vậy đó anh. Không có quần kia khó. Đi qua ngoài kia mà. Đi ra ngoài kia gần mà. Đó. Ở đi gần nữa. Lên luôn đi anh Di Phật, lên luôn. Vậy giờ em sẽ phụ Kiên xuống nha. Không. Để em làm trên cho anh. Wow, bự quá. Đã nha.
ăn bánh cá nè, bánh cá chuẩn nghiệp chua mình. Thấy vậy con lên video anh Quang ơi. Sao có mấy cá chép giống chép giật quá vậy anh Quang? Đúng rồi, chép lên đó luôn. Ngồi 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 xuống đi anh. Đó đúng rồi. Rồi, này chép giật nè. Ô con này đẹp quá ha anh ha. Cái vảy nó đẹp quá ha. Coi. Thôi coi tại ông nội ơi. Coi hoài. Cá coi ha, cá chép nhật đó ha. Thả ra chiếu cái gì thả đi gì được. Con cá hồi xuống nước nó tình. Đó, bỏ nguyên khay xuống nước luôn. Hai người phụ bỏ nguyên khay xuống nước luôn đi. Rồi. Bỏ nguyên khay không có đổ nha, bỏ nguyên khay xuống luôn. Bỏ nguyên khay không đổ, ai gì đâu phần. Ok đó. Nước vào. Cảm ơn nhiều nha, dạ. Mong muốn trong việc rồi xin cảm ơn nhiều anh, chúc mừng năm mới vạn sự như ý. Ai gì đâu.